and he follow him boy to go and buy medicine. Okay. Not hospital. No. Because they go into work then after they see the thing. Yo. Is it a first sight? Carry that No, for nurse. Go inside. Let me watch. Now nurse. I don't know which nurse. I be this side or Omuna happy wear side. Omuna side. I feel we have one woman not too, but I call him before and saying go for nurse to take himself. So I don't know if him will take drip or him will come back. I don't know that. You bring that and let me wash and cook it, sir. Alright, no problem. We get to say hi, check on you guys. Should I anything? Should I go back tell him? What do you want? You just pass here. I will say make you come. Please. Okay, when go Miloka? Yes. Okay. It don't the line need more. Yeah. Small, small. No problem. Alright, no. No problem. After even come back, I will tell him you go. Yeah, just tell him. Yo. Keep the rat. Let me watch. Carry that ball. Let me know. Then do. No one. Bye bye. Open door for Auntie and carry Lulu and Sasa inside. Lulu and Mimi. Ông Cạp là ông không có đi bệnh viện bệnh déo gì hết, ông bệnh nhưng mà nhiễm chăm ông hồi hôm là ông khỏe rồi, cũng còn hơi rim rim nằm trong phòng ông nghỉ thôi. Mà ông kiểu ông né, ông không muốn gặp mấy người này phiền phức, kiểu như nó đến để làm mượn tiền hôm bữa nhiễm nói đó, bởi chị ba nói là phải cúng kiến gì đó, nhưng mà không có nói với nhiễm nha. Nhiễm cũng giả bộ là nhiễm không hiểu tiếng địa phương, không biết gì luôn. Ông Cạp thì ông không biết tính nhiễm rồi, nói đừng đụng tới tiền là có chuyện, cho nên là ổng cứ né né nó hoài vậy đó. Thì nhiễm cũng giả bộ không biết luôn đi, chứ nhiều có nhiều chuyện mà mình xen vô hay là mình nói là mình biết rồi này kia hay là mình góp ý đâu, là mình phải xì tiền ra. Mà xì tiền ra thì nhiễm đâu có tiền đâu mà xì, mà có em cũng không xì nữa, thì em còn rất là nhiều việc quan trọng phải làm. Mấy người này nhìn vậy mà giúp đỡ gì, mượn gì, chuyện nào trả đó. Cho nên là ổng cứ đuổi khéo vậy, thì nhiễm nói sao nhiễm nói vậy, chứ đều là nhiễm nói xạo không quen miệng, cho nên là nó hơi vòng vòng chút. Hôm nay là dưa leo ăn không sể luôn, nhà mình cho mấy con ốc nó ăn, ngày nào cũng có dưa leo thu hoạch. Đúng là trồng dưa leo nó cũng khỏe lắm nha mình. Ôi ơi, ngày mình coi nó núp lùm hay ghê không nè. Đó, ngày nào cũng thu hoạch. Bữa nay là nhiễm dứt hết 4 trái cho ốc ăn, còn 1 trái để lại nấu mì tôm ăn cho nó mát. Trồng có 4 dây dưa leo mà ngày nào cũng thu hoạch. Nó không bự, chỉ giòn giòn vừa ăn là dứt. Tạm thời thì bữa nay có rau mồng tơi với dưa leo, ăn mì trước. Rồi làm mì đít xong là nhím sẽ tìm tiếp để ăn cơm. Chin YouTube got rat, so he got on her rat. Mà chin đem sen vào làm. Này hôm qua có khán giả hỏi nhím sao mà rau mà không hái thôi mà chặt như thế này, thì cái rau này nó giống như cây mì vậy đó, mình chặt nó xong mình lấy cái nhánh này mình ghim là nó xuống. Thì ngay chỗ ông cậu cũng đang làm cỏ bây giờ đó, dưới bên vườn chuối chỗ nào trống là cái anh trộm quốc sản anh ấy sẽ ghim xuống để trồng cho nhiều hơn nữa, để bà mẹ của ảnh có thể thu hoạch mỗi ngày, chứ cái bây giờ là một tuần mới thu hoạch ở nhà mình, bữa chặt rồi lũi hết là bây giờ một tuần hai tuần nữa mới có. Anh Phi gửi ông Nan Xô bữa nay làm cho xong cái chuồng ốc cho nhím. Nói chung là làm xong rồi, nhưng mà hôm bữa thì mình để cho xi măng nó bớt đi đó, nó có chút xíu xi măng ở ngay chính giữa vậy thôi. Rồi xong rồi giờ mấy ông chỉ là đóng cái nắp ở trên, thì đã đóng Phi gọi đóng cái nắp rồi, bây giờ chỉ lắp vô thôi. Đây là cái vuông rau đắng đó, giờ ông cao ông chỉ cần ghim xuống thôi. Cái này là có cái ngọn, có cái gốc đủ hết, mình cứ ghim hết xuống. Nó khi nó lên thì chỉ lên tầm được chừng 50 hoặc là 70% thôi. Cho nên cái mình ghim cứ khít như thế, nó sẽ có cái lên cái không. Chứ mình ghim thưa mà nó lên ít nữa là coi như uổng công. Anh how fun ạ? Him mama Ebuka and him no work today. Okay, now still early. Okay, and that and the police telephone and I've got through and cable to worry. Do not do all three investigation.
chắc là con bé hôm qua để về nó nói sao với mẹ chồng đó, cho nên là sáng nay mẹ chồng qua hỏi con gà làm sao mà mạnh sần sần làm rẫy mà nói là bị bệnh đồ này kia, thì ổng kêu sao nhím nói vậy thôi để ông tự ông xử. My shit. My best shit. Amakaso for me by birthday. You know you're using it again. Who tell you? Because you keep him, go keep one, can I know see him? No, I see that flower then draw for you that clean finish. Uh-huh. So I say maybe you don't, you cannot wear it again. I tell you. I'm going to go so carry my go keep one, can I? No, Depp. I tell you. Depp Lam. I be you wear opposite, say, turn your back, me see. No, be opposite. Ôi ơi, cái áo cổ tim ở nhà mình, áo cổ tim xẻ tà okay, mà lấy mặt cho bằng được. No. Ôi trời. Ôi ơi trời. Do các chị em bên chồng cũng có xem kênh đó cho nên là có nhiều việc nhạy cảm thì Nhiếm cũng né bớt, Nhiếm chỉ nói bằng tiếng Việt cho nhà mình hiểu, để kẻo người ta nói là mình tay trong rồi đem chuyện nhà ra kể thiên hạ điều này kia. Thì chủ yếu mẹ chồng của Nhiếm qua là nói với ông Cạp là tại sao mà giúp những cái em học sinh trong khu vực ở trường của cô giáo, thay gì đó thì mình giúp những em học sinh trong cái trường của cái bé hôm qua tới nhà Nhiếm. Thì chồng của nó cũng có một cái trường học luôn đó, thì kiểu như là tại sao mà ruột bỏ da ra da bỏ vào đi, thay vì mình giúp trong nhà thì vừa giúp được học sinh bên đó vừa giúp được anh em trong nhà luôn. Và Nhiếm nghĩ đây là cái chủ ý của những người đó, nhưng mà hôm qua tới là không đạt được cho nên là phải nhờ tới mẹ chồng để qua nói lại rồi này kia. Nhiếm là Nhiếm cực kỳ ghét những cái việc như vậy, nhưng mà cứ im đi, cứ để người ta làm, mình cứ ù ù cạc cạc, mình không biết gì hết, không nghe, không biết, không thấy, không hiểu, không tham gia luôn. Rồi bây giờ Nhiếm phát hiện ra là mấy cái đôi vớ da người, không phải da người, vớ mà nó dày của khán giả tặng cho Nhiếm, giờ ông cạc cũng lòi ra ông mang luôn. Anh that turkey you are wearing no be my own too. Our own. Ôi ơi. Who sent for you the tokens? You said this woman Colonna. Who sent for you the tokens? Nobody. You want to try me? Ổng mới ông tính gài ngược lại Nhiếm đi, Nhiếm kêu tên cái người nào gửi cái đồ giới cho Nhiếm. Mà thiệt sự Nhiếm cũng quên luôn, tại vì nhiều hàng mà lâu quá, ghim hàng lâu quá, chứ Nhiếm không có nhớ được ai là ai luôn, nhà mình thông cảm. Mà giờ ai mà không được Nhiếm, ai mà Nhiếm không nhớ tên là người đó là cảm ơn trời Phật đi. Tại vì kêu tên là phát là 100,000. Ừ, hàng bữa có chị nào nói Nhiếm là cho số tài khoản để phụ tiền cước á. Nhiếm có ghim cái comment của chị đó đó. Chị đó kiểm tra lại giùm Nhiếm, với lại là nhiều khi chị về coi cái clip này mà ở bên dưới clip đó, Nhiếm có ghim cái số tài khoản á, ở bên phần mô tả kênh á, thì chị có thể vô để hỗ trợ phụ tiền cước với các anh chị em trong nhóm Yêu Xuân. Cái này không phải cho riêng Nhiếm, tại vì tất cả mọi người đều ủng hộ để mà gửi đồ qua cho con nít bên này phát cho tụi nó, chứ không phải là tặng cho Nhiếm hay là giúp đỡ một người cụ thể nào. Mình chỉ việc ghi là ủng hộ tiền cước gửi hàng cho Phi là được. I'm going to go to the compound. I'm going to go to the compound.
bịa one day na zacha compound my wife wezi nwele ogwu aka agbani o wulo na kama aye wele ego anya onye ezi you atago you was even apple olo 30 minutes 5,000 okwedi ya o kili si anya si na agwa de ya si amba o si mmoke na aya abia wulo ndewa Ya ha kan kam galo. Mecha wan ka na kwa 2000. No na ba je jo ma ba je jo ti wi anole without egbam. Na no no egbam ni yo mi na ye ku bi alo 2000. No mo kan ne ko ta ndi na ba 5000. Alo anya cha fe cha. Giờ mẹ chồng đang hỏi nhà Yếm sao không giúp cho dì Út rồi này kia. Thì ông Cao ông giải thích đó. Yếm không có cái thói quen là giúp người nào đó mà giúp không. Do nhiều khi khán giả nhà mình ủng hộ một cái người nào đó thì Yếm làm tròn trách nhiệm là Yếm đưa cho người ta. Chứ bản thân Yếm cái tiền trong túi của em rất là keo kiệt, em không có đưa cho ai hết á. Trừ trường hợp là cái người đó cần tiền thì em sẽ nói à tôi có cái việc đó nó đến giúp làm nhiệm vụ tôi thì tôi trả cho. Và khi người ta làm tốt thì Yếm trả tiền hậu hĩnh, thêm bớt rồi nhiều vô. Chứ mà tự nhiên hôm bữa gì Út tới cái xin tiền rên bệnh con bệnh đồ này kia. Yếm nói ok con có một đám cỏ nhỏ xíu ngay chỗ Yếm trồng rau thôi đấy, nhà mình trong sân á. Mà bà không làm. Thật ra thì người trong gia đình mình cũng tính toán không mình tính toán cũng không tốt, nhưng mà do nhà mình thấy bên chồng Nhiếm á, cái người làm thì ít mà cái người ăn thì nhiều. Mình mà giúp được một người thì sẽ giúp hoài, nếu mà giúp được thì cứ tới hoài thì tiền đâu mà giúp. Mình làm cũng cực khổ thấy bà luôn. Nhiếm làm nhà mình biết bây giờ Nhiếm đứng đây quay phim, bây giờ là 7 giờ sáng nha. Mà Nhiếm ngủ hồi bắt đầu ngủ là hồi 5 giờ. Tại vì Nhiếm edit clip, rồi có điện Nhiếm may đồ, cúp điện Nhiếm nhảy xuống edit clip. Tới 5 giờ Nhiếm mới lên clip, phim lên clip, bữa nay lên 6 giờ. Nhà mình thấy. Nếu mà ngày thường Nhiếm lên 8 giờ tối là về Việt Nam là Nhiếm bây giờ phải đi hướng sóng, tại vì giờ không có sóng. Giờ mấy ông này lấy cái máy cắt cỏ cắt tới đâu thì sẽ cuốc tới đó. Chứ dù mình cắt nhiều quá xong cái mình cuốc không kịp, cỏ nó lại lên tiếp. Anh, have you saw my move? You will cut right with the machine. Who sent the machine, sir? Yeah, I will show you if I go inside. Who sent the machine, sir? The person. The person, you know. Cái bài cũng biết là ai đấy. Dạ phải nói sao cũng gì của bà. Mẹ gì ai phải nói mà nó. Ai phải. Nói là giúp Ebuka nhưng mà ông Cạp ông để mắt dữ lắm nghe mình. Ông điểm chuối cẩn thận, sáng ông ra ông làm, chiều tối ông vô, trừ những lúc Nhiếm đi quay đồ này kia thôi. Where? Yeah. Where you keep all the cassava now? Even I don't want to remove the cassava now, see? But cassava is ready for remove. Don't pack and go. Abi? Because he's not there here now. After you ask him if he come. If he no come, mean you that him. And this one now, we're enough. Yeah, more than enough for us. But now, this one, bo. Where the plantain you want cut? Y đông ok nè. Ổng có cái cây chuối gì ta? Cây chuối chuối sứ mà nó màu đỏ đó nhà mình. Chuối cơm lửa đi. Ừ, chuối cơm lửa. Ôi ơi. Mày make him dead before he come down. Ôi ơi trời. Cái chỗ này kiểu như nó không được tốt lắm, cỏ nhiều rồi này kia. Cho nên là chuối nhỏ mà có ăn. Ôi ơi. Ồ, chú này làm kem có lý nè. Ôi ơi. Bên him fat too.
ở nhà nhà nhím có ăn hoài vậy, nhà mình chuối có ăn hoài. And this one is our house I too. I've been planting this one give I've been a what? A flower I've been planting with this. You remove the flower, let him bow. You know the shame, all myself and this one, if you come out, give me. You know the shame, oh. Ah, but, thank you, I'm lucky. This mountain, mountain. This person that I take care of very well. This is what you are giving. This is what you are giving me. Ông tính là nói là định mệnh đó, nhà mình ổng học á, ổng học ở đâu á. Kì ở nói đi qua học come out the same thing small one the same thing. Si. In give màu gồm cái bắp chuối nó mới nhú. Mày ai hiểu. See another one dear. Another idiot dear. Ôi. Ôi. Ừ, thứ gì á? Giờ ổng giả, ổng chửi, ổng quýnh. Em nói cái cây gì ổng nuôi, cái con gì ổng nuôi cũng coi như người ta vậy. Why these people they do like this? Nhiều nhiều. So that we will have plenty to eat, other one will be sell. Ừ, cái gì vậy? Vậy đi chửi mấy cây chuối. Rảnh. From all of you, others, anybody that will give me this kind of fruit, this kind of baby, that person will go down from, will go down from the roof. This is all the muscle I spent for you guys. This is what you guys are giving me. See, plantain, two head. What did you have? Two head plantain. Ah. Okay. Mấy cái chú ông xin nhà bác chủ tỉnh hai đầu ông về ông trồng được rồi đó. Đang xảy ra một vấn đề là cái ông Ebuka ông làm cỏ xong là ông mấy cái mì gốc mì nhà nhím là ông nhổ lên xong rồi không thấy củ mì, không thấy ông đưa củ mì cho nhà nhím. Không biết ông đem về nhà hay ông đem đi đâu. Small thôi vui nè. Mấy cái mì này nó tới chữ hết trơn rồi để mà đào. Mà nhím thì chưa có thời gian để chế biến mà mình đào mà mình không xài là nó sẽ bị hư hết. Oh, this one bự cassava ăn. I'm telling you that is how all of them is because they're up to 2 years already. Mì bự không à, này ông Ebuka ổng đào rồi, mất tiêu không thấy đem nộp mì về nhà nhím. Ôi ơi. Củ mì nó dài cả mét. This one near root, maybe because near root that's why him no. Ôi ơi. It's a flower. It could be another banana fence. You are enter fence, sir. You will remove it now before he buy the fence. Cut one. Mẹ chồng nhím nó giờ cắt đi để nó sập cái bức tường. Củ mì nó ăn sâu vô trong cái chân bức tường luôn. Quá trời mì luôn. I think him no enter fence. Him turn himself to another side. Này bụi mì bụi chà bá lửa luôn. Vậy là cái ông Ebuka đó là ông gom mì của nhà nhím nhiều lắm luôn ở nhà mình. Thì cái này nhà nhím sẽ phải nghiên cứu và làm việc lại. Tại vì cái gì mình cũng phải bảo vệ tài sản của mình. Giờ ông sẽ cắt mấy củ mì này ra để nhím. Ừ, mẹ chồng kêu tránh ra cái dao bén. Cái dao này ghê thiệt. Được. Nhiều một bụi mà nhiều ghê luôn nhà mình. Vậy là ông Ebuka ông đào chắc cũng cả chục ký mì á. Tại vì bên kia nó tới 4-5 bụi lần. Yeah, another plantain high inside there, and you keep your eyes. I see many small ones. You look very well before. Nhà nhím tuy là giúp nhưng mà ông phải để ý rất là kỹ, tại vì người ta có gốc khác ăn trộm thì mình cẩn thận. Climb here and cut it. Ông để ý kỹ lắm, giúp thì giúp cái nào ra cái đó nhà mình, chứ không phải hốt hết của cho rồi mới mốt cái người ta lần người đủ thứ. Nói chung là người bên này cái tính không có giống như người Việt Nam. Mình làm gì mình cũng phải suy nghĩ rất là kỹ, không có ào được. Trừ những trường hợp khán giả gửi tiền kia, nhím mua đồ ăn đi giúp người này người kia, đưa tận tay hay là cái gì đó thì nhím mới cân nhắc. Còn đối với những cái đối tượng như thế này thì nhím cẩn thận lắm. See this one. Ông lấy mấy cái lá dừa khô ở nhà mình, ông lót. Ông lót ở dưới trái dừa cho nó không có bị thúi. Mùa này bây giờ bên này mưa cũng không nhiều mà cũng không ít, vừa cho cái dưa hấu này luôn. So una da va fe ni tonga ni fo pe kam da.
Hiện tại thì chưa biết là cái vụ mì đó là nó cố tình nó ăn trộm hay là do nó nghĩ là mình bỏ rồi, hay là nó gom một cái góc nào đó mà mình không thấy. Cho nên là giờ ông Cạp đi kêu ông Don Sô đi lại nhà kêu cái anh đó tới. Tại vì ngày hôm nay là ngày Chủ nhật thì cái anh đó sẽ không có đến đây để làm. Nhưng mà ông Cạp thì kiểu như ông muốn cho nó xong, chứ ông không có muốn để lâu đêm dài lắm mộng này kia. Thì có gì Nhiếm sẽ quay cận cảnh cho nhà mình xem cụ thể là cái anh đó như thế nào. Nhiếm thì tùy duyên thôi, mình giúp người ta hết sức mà người ta được không được gì đó là cái số phận của người ta. Chứ Nhiếm cũng không có trách, mà Nhiếm cũng không có kỳ vọng gì nhiều.